Bây giờ những người lớn tuổi đang có mặt và thi làm bánh gạo. Mọi người đang làm những hình tròn rất bằng phẳng và đẹp, nhưng không biết là mọi người đang làm bánh gạo gì nhỉ? Xin chào bác ạ. Mình đang làm bánh gì vậy bác? Đây là bánh ketok. Mọi người đang làm bánh ketok. Bánh ketok này là gì vậy ạ? Là bánh gạo ngải cứu. Nó có màu xanh vậy ư? Đúng vậy. Bánh gạo ngải cứu có màu xanh như vậy đấy. Bác biết làm bánh này từ bao giờ vậy ạ? Khoảng hơn 50 năm trước. Ôi, 50 năm cơ ạ? Nhưng mà bây giờ cháu thấy bác làm vẫn giỏi. Cái này đẹp này. Cháu thật sự không biết về món bánh gạo ngải cứu này lắm. Chắc là sẽ không có cái nào đẹp như vậy đâu. Tại vì phải làm rất nhiều cái mà. Đây là cách làm dễ nhất đấy. Cái này là dễ nhất sao ạ? Đúng rồi. Làm cái này bác cảm thấy thế nào ạ? Cũng ổn sao ạ? Bác nhớ lại ngày xưa không? Có chứ. Nhìn thấy mọi người làm bánh gạo ngải cứu như thế này, tôi cũng rất muốn làm thử. Bác ơi, bác chỉ cho cháu làm với ạ. Cái này làm như thế nào ạ? Những bạn nào có bàn tay to thì lấy miếng lớn nhé. Những bạn nào mà thích sự tỉ mỉ, các bạn có thể dùng đầu ngón tay để trộn đều theo hương vị của sở thích. Giống như tấm lòng của những người lớn tuổi, bạn cứ mở rộng vòng tròn ra ngoài để được hình dáng của chiếc bánh gạo ngải cứu. Hương vị mà khi bé tôi được nếm thử sẽ quay trở lại chứ. Chúng ta cùng thủ thỉ câu chuyện này nhé. Tôi cũng đã làm thử rồi này, có vẻ cũng giống với chiếc bánh gạo ngải cứu của bác làm, nhưng so với suy nghĩ của tôi thì nó không giống hình dáng bánh gạo ngải cứu lắm. Bác làm bánh này bao lâu rồi ạ? Hồi tôi còn trẻ. Hồi tôi còn trẻ bác đã làm bánh này ư? Khi tôi kết hôn thì phải làm. Ôi bác giỏi thật đấy. Làm tốt cái gì chứ? Làm lớn như thế này này. Vừa nãy thì bác cũng nghe thấy đấy, cháu ở bên kia và đã làm thử bánh này rồi. Mà bác thấy làm bánh này như thế nào ạ? Có tâm trạng gì đâu. Nhưng bác làm bánh này rất giỏi đấy ạ. Bác dạy cho cháu làm được không? Cứ nhấn như thế này thôi. Cháu thường làm một nửa to và một nửa bị ngắn ấy ạ. Nhấn nhẹ một bên rồi để vào lòng bàn tay. À, còn để vào lòng bàn tay nữa sao? Hóa ra là vậy. Vậy nên cháu đã làm nó rất to. Bác làm bánh này chắc là sẽ ngon lắm đây. Bánh mà mỏng quá sẽ rất dở. Vậy khoảng cỡ nào bánh sẽ ngon vậy bác? Cỡ như này thôi. Vì đập vào lòng bàn tay như vậy nên những cái đập như vậy quan trọng lắm nhỉ? Trải nghiệm và hương vị của bánh ngải cứu mang đến năng lượng tràn đầy của mùa xuân. Lá ngải cứu đã hái, sấy khô, xay nhuyễn rồi trộn với bột mì, rồi bắt đầu nặn bánh. Trong một mùa không có món ăn nhẹ và cũng không có món ăn phụ, thì bánh gạo ngải cứu là một món ăn phụ bổ dưỡng. Tôi đã được học như vậy. Bánh ngải cứu tốt cho cơ thể như vậy đấy. Giúp lưu thông tuần hoàn máu, phòng các căn bệnh tuổi già, giúp tiến quá trình tiêu hóa, tăng chức năng thải độc. Bánh gạo ngải cứu có những tác dụng thần kỳ như vậy đấy. Chúng ta không thể cứ bỏ qua chúng nhỉ. Ngôi làng có những chương trình trải nghiệm theo mùa giống như mùa ngải cứu. Có thể trải nghiệm làm đậu phụ bằng tay, trồng khoai tây, khoai lang và thu hoạch. Cũng có thể câu cá tại Yongsan, làm giấm rau thơm. Có nhiều trải nghiệm đa dạng đang được thực hiện, sẽ tạo nên những ký ức khó quên cho khách du lịch. Trong khi những chiếc bánh gạo ngải cứu được hấp trong nồi hấp, thì hương thơm cũng kích thích vị giác của mọi người. Những chiếc bánh gạo ngải cứu rất dẻo, trực tiếp làm bánh và nếm thử thì hương vị sẽ ngon như thế nào đây? Một miếng bánh như thêm một ký ức, giống như những ký ức còn lại của những người lớn tuổi, hương vị của quê hương tràn về theo hương vị của món bánh gạo ngải cứu này. Mọi người đều ăn rất ngon miệng, nhưng ở đây cũng có một số người lớn tuổi đang chụp ảnh nữa. Bác ơi, tớ rất thích chụp ảnh. À là ra bác rất thích chụp hình ư? Đúng vậy. Bác đã dùng thử món bánh gạo ngải cứu này chưa? Chưa, tôi vẫn chưa ăn. Tôi cũng phải ăn thử đã. Đây là những cái bánh mà chính tay bác làm đấy. Đâu phải ở đâu có được cơ hội như thế này đâu. Bác thấy như thế nào ạ? Ngon lắm. Nó làm bác nhớ về ngày xưa không? Có. Vị đó y hệt bánh ngày xưa mẹ làm. Đúng thật sự là y hệt. Chắc là ngon lắm đây. Cháu cũng ăn thử một cái nhé. Hơi mặn một chút. Nó có vị của lá ngải cứu. Mm.
Vào dịp Tết, người ta không thường làm bánh này đâu. Mọi người không làm bánh này mà làm bánh khác ư? Mọi người thường làm bánh gạo nếp hấp. À, là bánh bột nếp hấp. Những món đó đều rất ngon. Bác đã làm nhiều lắm đúng không ạ? Cũng có. Vậy bác đã làm những món gì vậy? Những dịp lễ đều phải ăn bánh gạo chứ. Bánh gạo đều rất là ngon bác nhỉ.